Đặc trưng với dòng sản phẩm cám trào mao của Cám Xuyên Đất Việt sẽ giúp chim khỏe đẹp, má đỏ đít đỏ, lửa đều ổn định, và các bạn yên tâm sử dụng ổn định một loại quanh năm với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Đây như các bạn thấy thì ngày nào nhà mình cũng sẽ gửi các cái đơn cám để tới cho anh em kịp thời trên toàn quốc. Đó. Thì anh em mày lấy cám mao này. Đấy. Và phần lớn anh em xem ở trên website camchimdatviet.com. Thông tin về sản phẩm cũng như là kinh nghiệm nuôi chim và kênh YouTube Cám Chim Đất Việt. Anh em dùng cảm thấy chất lượng lại giới thiệu chia sẻ cùng nhau đây. Đấy, một số anh em họ nuôi nhiều thì lấy mấy ký liền đây, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi thì Hải Dương, cám mào và mi. Thì nhà mình thì ngoài sản phẩm cám trào mào này cũng chuyên cái dòng họa mi và trích chòe nữa. Do vậy là anh em cứ lấy từ 1 ký trở lên là được miễn phí ship rồi. Cứ mỗi loại 1-2 gói thôi là được miễn phí ship. Đó. Anh em lại lấy thường thường là anh em họ sẽ lấy 1 ký 1 nha các bạn. Còn một số anh em lấy theo gói đây. 2 mi 2 màu này. Đấy, miễn phí ship. Của Hà Nội. Rồi Yên Bái, Thành phố Hồ Chí Minh. Vân vân, chung là tất cả các tỉnh, các bạn yên tâm nhé. Cứ điện trực tiếp cho Cám Chim Đất Việt, ngày nào nhà mình cũng sẽ gửi các cái đơn cám tới cho anh em trên mọi miền. Một lần nữa thì cảm ơn cả nhà đã luôn luôn tin dùng Cám Chim Đất Việt, và bây giờ nhà mình sẽ tiếp tục đóng gói các đơn cám để chuẩn bị gửi tới cho anh em cho kịp chuyến. Cảm ơn cả nhà.